tấu hợp câu sanh duyên. Con đang một an vui tiến hóa, con kính dâng bích ngài. Nam mô Phật thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư thiên quan đại Đức Phật. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử, kính đặt như ngài đến thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần tấu hợp bài 21 tấu hợp câu sinh viên duyên. Chúng ta sẽ ôn lại cái chi pháp câu sinh viên duyên, ý nghĩa của nó, đồng thời chúng ta hãy tìm cái duyên ngọn. Duyên gốc là câu sinh quyền duyên, duyên ngọn là những duyên ở trong giống câu sinh mà có thể tốt hợp chi pháp với câu sinh quyền duyên. Trước hết nói về câu sinh quyền duyên đó, thì chúng ta ôn lại quyền duyên. Cái quyền duyên này nó có chữ Indriya, nó có tất cả là 22 quyền. Trong 22 quyền đó thì có 15 quyền nó thuộc về danh pháp, và còn lại có một quyền nó vừa là danh pháp vừa sắc pháp, đó là mạng quyền duyên. Đó là mạng quyền, mạng quyền. Như vậy thì chúng ta còn bảy duyên kia đó, bảy quyền kia đó, thì nó thuộc về sắc pháp. Ở đây 15 quyền mà thuộc về danh pháp đó là gì? Tức là tính quyền, ấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền, lạc quyền, khổ quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền và ý quyền. Rồi có một quyền có cả danh và sắc, đó là mạng quyền. Chi biết tìm gì á? Ở đây là sở hữu mạng quyền và sắc mạng quyền. Chi pháp đó là hai. Rồi bảy quyền mà thuộc về sắc pháp cũng đó, tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền,
nam quyền, nữ quyền, đó là quyền thuộc về sắc pháp. Như vậy thì nếu kể cho đủ thì quyền sắc, sắc quyền đó, quyền mà thuộc sắc pháp thì nó có hai trường hợp. Một là thuần sắc pháp, tức là chỉ cho bảy cái sắc mà vừa kể đó, năm sắc thần kinh và hai sắc tính. Rồi một nửa của mạng quyền, tức là sắc mạng quyền. Thành ra kể thành, nếu mà sắc quyền thì nó có tất cả là tám sắc quyền. Còn danh á, thì có 15. Nhưng mà nếu kể thêm kể cho đủ thì nó là 14 cộng với phần nửa của mạng quyền. Vì mạng quyền đó là sở hữu mạng quyền. Bây giờ trong 22 quyền đó thì nếu mà nói về duyên hệ đó, thì 15 danh quyền nó có thể trợ duyên cho pháp độc sanh được, nên gọi là câu sinh quyền duyên. Bởi vì nó chỉ trợ bằng cách danh trợ cho danh đồng sinh với nhau trong một sát na tâm. Rồi sắc quyền thì mặc dù nó có 8, nhưng mà ở đây đó chỉ có 5 sắc thần kinh, nhãn quyền, nhĩ quyền, nhĩ quyền, thị quyền, thân quyền, thì nó mới làm năng duyên ở trong cái gọi là tiền sanh quyền duyên. Bởi vì cái sắc pháp này sanh trước để mà nó trợ cho ngũ xuân thức, nó trợ sanh ngũ xuân thức. Và sắc mạng quyền được kể riêng gọi là sắc mạng quyền duyên, bởi vì sắc mạng quyền đó nó có cái khả năng, cái chức năng của nó là bảo trì các sắc nghiệp đồng sanh trong một bọn sắc. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng sắc nữ quyền, sắc nam quyền, giới tính nam và giới tính nữ được, hay sắc tố nam, sắc tố nữ, thì cái sắc tố đó, đó nó có chỉ để mà có phân biệt nam nữ được cái thôi, chứ nó không có thể trợ duyên cho các pháp đồng sinh, các sắc pháp đồng sinh, cho nên bỏ ra. Như vậy thì trên rinh giác với trời giác ở trong tấm tạng thì chúng ta mới chia ra chú giải các vị sa lê mới phân chi pháp, lấy cái chi pháp mà Đức Phật đã thuyết ở trong bộ Phật Thân Á bộ thứ 7 để làm thành ba duyên, tức là câu sanh quyền duyên là danh quyền trợ cho danh pháp sanh, tiền sanh quyền duyên tức là năm sắc quyền thuộc về thần kinh hay là ngũ giác quan đó, nó trợ cho ngũ sinh thức, làm chủ trú cho ngũ sinh thức. Rồi sắc mạng quyền duyên như chúng ta nói vừa nãy là sắc nghiệp có chức năng bảo trì cho các sắc nghiệp đồng sanh trong một bọn.
Thì như vậy bài 21 đó là chúng ta nói về câu sanh quỳ duyên, tấu hợp câu sanh quỳ duyên. Bài 22 là tấu hợp tiền sanh quỳ duyên, và cái bài 23 là học về sắc mạng quỳ duyên. Quá rõ ràng, một người mà học duyên hệ đó là phải nắm bắt được cái duyên chánh tạng, và vì lý do tại sao được tách ra chi tiết thì như vậy chúng ta mới gọi là hiểu về Patthana, hiểu về duyên hệ. Bây giờ trước tiên chắc có lẽ là hôm nay chúng ta chỉ học về câu sanh quỳ duyên thôi, bởi vì câu sanh quỳ duyên ở đây nó có được 7 câu yếu tri, cho nên khi mà giảng giải chi tiết 7 câu này thì đã hết giờ rồi. Còn rồi cái tuần sau nữa rồi chúng ta sẽ học về tiền sanh quỳ duyên và sắc mạng quỳ duyên chung một lần. Tiền sanh quỳ duyên, sắc mạng quỳ duyên thì nó không có khó và học cũng nhanh, cho nên chúng ta sẽ học chung hai cái pháp đó. Nếu mà sẵn đây đó, xin cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ ghi bài học ngày tuần sau là bài 22 và bài 23. Bài 22 là tấu hợp tiền sanh quỳ, và bài 23 là tấu hợp sắc mạng quyền duyên. Xong cũng để sắc sinh quyền lên sao vậy? Sắc mạng quyền duyên, bài 23 là sắc mạng quyền duyên. Chữ sanh đó sửa là chữ mạng. Và sắc, tổ hợp sắc mạng quyền duyên phải rồi. Như vậy chúng ta lấy hai cái bài đó chứ được lấy bài trước. Bây giờ trở lại với bài 21 về câu sinh quỳ duyên. Như chúng tôi đã nói với quý vị là trong 22 quyền chúng ta kể ra có 15 quyền, nhưng mà nếu kể chi pháp đó thì chúng ta chỉ có 8 chi pháp thôi. Bởi vì ý quyền ở đây là tâm, là tất cả tâm. Khổ quyền, lạc quyền, ưa quyền, hỷ quyền và xả quyền, năm quyền đó chỉ lấy một chi pháp là tâm sở thọ. Rồi danh mạng quyền, gọi là mạng quyền duyên, gọi là mạng quyền đó. Mạng quyền ở đây là nếu nói trên danh, danh mạng quyền là sở, tâm sở mạng quyền. Tính là tâm sở tính, cần quyền là tấn quyền, là tâm sở cần, niệm quyền là tâm sở niệm, định quyền là tâm sở nhất hành. Rồi bốn quyền là tuệ quyền, vị tri quyền, giữ tri quyền, khủ tri quyền. Bốn quyền đó là tâm sở trí tuệ. Như vậy thì tâm, thọ, mạng quyền, tính, cần, niệm, nhất hành và trí tuệ, chúng ta chỉ có tám pháp danh quyền thôi. Cái đây tám chi pháp danh quyền. Từ tám chi pháp danh quyền này, khi mà chúng ta nói đến điều pháp đó,
thì chúng ta mới có 15 quyền trong 22 quyền. Cái này thì quý vị phải nhớ, chứ nói ra thì chúng ta nhiều khi quên đi, không có nắm được. Thí dụ bây giờ chúng ta nói tâm sở thọ, tâm sở thọ nếu mà kể ra nó có mấy quyền? 5 quyền. Tâm sở trí tuệ kể ra mấy quyền? 4 quyền. Nó bao nhiêu đó chúng ta đã chín rồi. Rồi tâm, rồi mạng, tính, tấn, niệm, nhất hành. Như vậy thì chúng ta có được 8 danh quyền. 8 danh quyền này khi mà nó hiện khởi trong một sát na tâm thì nó sẽ trợ cho cái gì? Nếu như các quyền mà thuộc về tâm sở thì nó sẽ trợ cho ý quyền là tâm, và nó trợ cho các quyền, các cái tâm sở còn lại. Còn nếu nói ý quyền là tâm làm năng duyên thì nó sẽ trợ 52 tâm sở phối hợp với nó. Rồi ở đây chúng ta cũng lấy thêm cái pháp động sanh với 8 quyền này là 17 sắc tâm thời Bình Nhật. Và ở trong tâm tế tục có 8 danh quyền, do đó 8 danh quyền này có trợ được cho 20 sắc niệm tế tục nữa. Như vậy cái chi pháp sở duyên của chúng ta là 121 tâm cùng 52 tâm sở với 17 sắc tâm và 20 sắc niệm tế tục. Đó chúng ta nói chi pháp. Như vậy thì 8 danh quyền mà trợ cho tâm tâm sở, sắc tâm sắc niệm tế tục đó, thì theo đầu đề tam á, theo tam đề thiện thì có 7 câu ý tri là thiện trợ thiện bằng câu sinh quyền duyên, thiện trợ vô ký bằng câu sinh quyền duyên, thiện trợ thiện và vô ký bằng câu sinh quyền duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng câu sinh quyền duyên, bất thiện trợ vô ký bằng câu sinh quyền duyên, bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng câu sinh quyền duyên, và vô ký trợ vô ký bằng câu sinh quyền duyên. Như vậy có 3 câu ý tri mà năng duyên là thiện, là 8 danh quyền thiện, và 3 câu ý tri nữa là có năng duyên là tâm bất thiện, là pháp bất thiện. Chỉ có một câu ý tri thứ 7 là năng duyên thuộc về pháp vô ký. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến duyên ngọn. Chúng ta hãy tìm hiểu xem coi duyên ngọn mà tấu hợp với câu sanh quyền duyên được bao nhiêu duyên. Cái giống câu sanh đó nó có tất cả là 15 duyên. Mà bây giờ thì câu sinh quyền nó thuộc về duyên gốc rồi, cho nên chỉ còn có 14. Nhưng 14 tại sao chúng ta lấy 13? Là chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta trừ ra câu sanh nghiệp duyên. Bởi vì câu sanh nghiệp duyên đó năm là sở hữu tư, nó trợ cho pháp đồng sanh. Mà sở hữu tư thì nó không thuộc về cái pháp quyền. Sở hữu tư không thuộc pháp quyền, cho nên chúng ta bỏ nó ra, chúng ta không kể nó tấu hợp với câu sinh quyền duyên được. Thế là chúng ta còn 13 duyên thuộc giống câu sinh tấu hợp với câu sinh quyền duyên là câu sinh duyên
con sanh trưởng duyên, con sanh y duyên, con sanh hiện hữu duyên, con sanh bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên, nhân duyên, danh vật thực duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên, con sanh bất tương duyên, diện thuộc quả duyên. Khi mà chúng ta lấy 13 duyên này tổ hợp với câu sinh vị duyên thì chúng ta có hai cái khía cạnh nói đến. Một là chúng ta nói theo tổ hợp theo chi pháp. Theo phong yếu tri thì ở đây chứ về câu sinh duyên thì chúng ta thấy rõ ràng là trong trường hợp này tám danh quyền mà trợ cho tâm tâm sở sắc tâm và sắc nghiệp thì năng và các sở duyên đó nó đồng sanh với nhau, cho nên ở cái khía cạnh này thì câu sanh duyên nó tối hợp được. Bây giờ câu sanh duyên trưởng đây là gì? Tức là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Chúng ta thấy rằng là tâm trưởng ở đây là chỉ cho tâm động lực. Mà dù tâm nào đi nữa thì cũng là ý quyền, nó ăn cái chi pháp đó. Rồi thẩm trưởng ở đây tức là tâm sở trí tuệ, thì trí tuệ ở đây nó thuộc về tuệ quyền, vị trí quyền, diễn trí quyền và hữu trí quyền. Cho nên câu sinh trưởng lấy được làm tấu hợp với câu sinh vị duyên. Rồi câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên thì chi pháp nó cũng là khi mà tám biên quyền đó nó trợ cho tâm tâm sở sắc tâm và sắc nghiệp tiếp tục thì năng đồng sanh và làm chỗ nương cho cái sở, gọi là con sanh đi. Năng đồng sanh cùng có mặt với sở duyên cho nên gọi có sanh hiện hữu, cho nên hai duyên này nó gọi là tấu hợp với câu sanh vị duyên. Rồi câu sanh bất tương bất ly duyên, câu sanh bất ly duyên ở đây cũng vậy, năng và sở tám danh quyền và sở duyên nó cùng đồng sanh với nhau, do đó cho nên chỉ có năng duyên diệt thì sở duyên mới diệt, chứ còn năng duyên còn thì sở duyên phải còn. Thí dụ như ý quyền trợ cho 52 tâm sở thì ý quyền và tâm sở đó là bốn danh quyền tương quan, do đó cho nên bất ly năng sở bất ly nhau. Rồi bây giờ tính trên phương diện tám danh quyền mà trợ cho tâm tâm sở đó đồng sanh trong sắc na thì cái này gọi là hữu tương duyên, cũng gọi là tương duyên, nhưng mà chỉ riêng tám danh quyền ở trong tâm tiếp tục đó thì nó trợ cho sắc y vật tế tục cũng gọi là hữu tương duyên, nhưng mà không gọi bất tương duyên. Tiếp đến nhân duyên, nhân duyên ở đây nhân là gì? Tham sân si, vô tham sân si, vượt qua sáu nhân tương ứng đó thì chúng ta thấy chỉ có nhân vô si nó ăn khớp với cái chi pháp của con sinh quyền là tuệ quyền, vị tri quyền, diễn tri quyền và hữu tri quyền, dấu trí tuệ.
Cho nên nhân duyên mà nó tấu hợp với không sanh quỳ duyên chỉ ở một chi pháp duy nhất là tâm sở vô si mà thôi. Còn danh vật thực duyên, như chúng ta đã biết, danh vật thực là xúc thực, thức thực, xúc thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Thì đoàn thực là sắc pháp, nó không dính chấp gì ở đây. Xúc thực là sở xúc, cũng không có dính chấp gì trong quyền duyên. Rồi tư niệm thực là sở tư, cũng không có dính chấp gì đây. Chỉ có thức thực, tức là tâm làm thức ăn cho tâm sở. Thì thức này nó gọi là ý quyền. Do đó cho nên nó ăn khớp. Dầu một chi pháp đi nữa, một chi pháp nhỏ xíu đi nữa, một chi tiết quý vị, nó cũng gọi là tấu hợp với khổ sinh quý vị. Thì na duyên cũng tấu hợp với khổ sinh quý vị ở cái chi pháp. Thì na là gì? Tức là tầm tứ, hỷ, lạc, định, ưu, xả. Thì về tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ thì nó không liên quan đến quyền. Nhưng mà lạc là thọ lạc ở đây đó, nó thuộc về hỷ quyền. Cái chỗ này thì hơi trồng chéo, hơi rắc rối chút xíu các vị chú ý. Bởi vì cái chi lạc ở trong thiền đó, mặc dù cũng là xuất phát, nhưng mà chi lạc đó không phải là sở thọ lạc, không phải là lạc quyền, mà nó là hỷ quyền sô-manasa, sô-manasin-ri-yam, là sở thọ hỷ, chứ không phải là bi tí. Còn cái chữ tầm tứ hỷ, hỷ bi tí ở đây thì nó không có dính dấp gì đến quyền cả. Hỷ đó, chữ bi tí nó không phải là hỷ quyền. Dạ, các vị MC của chúng ta cũng hơi rắc rối chút xíu, ở các vị Phật tử chúng ta cũng hơi rắc rối chút xíu đó, là rắc rối rồi đây. Cái nào nhớ được thì nhớ, không nhớ được thôi chúng ta bỏ, chúng ta buông tay, chứ chúng ta đừng có cố bám theo cái nó làm cho chúng ta bị rối trí, đã bị nhớ chưa. Không nhớ được thì để kiếm sao chúng ta học tiếp. Còn bây giờ nhớ được cái nào thì cái nào dễ thì chúng ta nhớ. Rồi tầm tứ hỷ lạc định ưu xả, lạc ưu xả đó nó thuộc về sở thọ, mà sở thọ nó thuộc về danh mạng quyền, nó thuộc về danh quyền, câu sinh quyền ăn khớp ở đó. Còn định quyền ở đây tức là chi định ở trong thất chi thiền. Cho nên chúng ta lấy cái chi pháp mà tấu hợp với câu sinh quyền duyên là như vậy. Rồi đồ đạo duyên, đồ đạo duyên ở đây năng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng, để chúng ta vượt qua tám cái chi đạo này, xem coi có cái chi đạo nào nó ăn khớp với, nó có bà con gì với cái pháp quyền hay không. Trước hết chánh kiến là sở trí tuệ, mà sở trí tuệ thì nó lại là tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền. Cho nên sở trí tuệ nó vừa đóng cái vai trò chánh kiến ở trong đồ đạo duyên, mà nó vừa đóng cái vai trò là tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền nữa.
Do đó cho nên cái này nè, nó tổ hợp, chúng ta gọi là tổ hợp. Rồi chính kiến, chính tư duy, chính ngưỡng, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn. Chính tinh tấn là sở không cần, là tâm sở cần. Mà tâm sở cần ở đây, ở trong câu sanh quyền duyên đó, thì sở không cần này nó thuộc về tấn quyền, lại ăn khớp nữa rồi. Rồi chánh niệm tức là tâm sở niệm. Tâm sở niệm ở trong cái câu sanh quyền đó thì nó là niệm quyền. Cũng ăn khớp nữa. Rồi chánh định là sở hữu nhất hành. Mà sở nhất hành thì ở trong câu sanh quyền nó thuộc về định quyền. Do đó cho nên ở đây đồ đạo duyên nó cấu hợp với câu sinh quyền, nó có tất cả là bốn chi pháp ăn khớp, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bốn cái chi pháp đó nó là cấu hợp với câu sinh quyền, vì rằng bốn cái chi pháp này, bốn cái chi đạo này nó đóng vai trò là tuệ quyền, vị tri quyền, diễn tri quyền, cụ tri quyền, nó đóng cái vai trò là tấn quyền, niệm quyền, định quyền. Chúng ta nhớ cái chi pháp này. Bây giờ duyên thứ 12 là câu sanh bất tương duyên. Câu sanh bất tương duyên thì nó ăn khớp chỗ nào? Nó ăn khớp ở chỗ là tám danh quyền đó mà trợ cho 17 sắc tâm, 15 hoặc 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tế tục, thì danh trợ sắc á, thì nó đồng sanh với nhau nhưng mà nó không tương nhau. Do vậy cho nên cũng gọi là câu sanh bất tương duyên. Rồi trong 8 danh quyền mà trợ cho 121 tâm đó, thì trong 121 tâm nó có 52 tâm quả. Như vậy thì 8 danh quyền ở trong 52 tâm quả đó, nó trợ cho 52 tâm quả cộng 38 sự hợp, 15 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Thì như vậy cái này gọi là di thuộc quả duyên. Hôm nay chúng tôi khỏe chút xíu cho nên nội mà phân tích chi pháp cho các vị nghe là cũng đã là gần hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở qua tấu hợp duyên theo cái câu yếu tri. Trước hết câu sinh quyền mà thiện trợ thiện đó, thì nói là tám danh quyền trợ cho 37 tâm. Rồi trong trường hợp này chúng ta chỉ có 11 duyên tấu hợp thôi. Hồi nãy chúng ta kể tổng quát là 13, nhưng mà bây giờ lấy 11, bởi vì thiện trợ thiện là danh trợ danh. Do đó cho nên chúng ta bỏ ra cái duyên tấu hợp là câu sinh bất tương duyên, bỏ ra dị thuộc quả duyên. Bởi vì dị thuộc quả thuộc pháp vô ký, vô ký trợ vô ký. Câu sinh bất tương duyên mặc dù có thiện nhưng mà thiện trợ vô ký. Ở đây chúng ta câu yếu tri thứ nhất của câu sinh quyền duyên thì chúng ta chỉ lấy danh trợ danh là thiện trợ thiện mà thôi, cho nên lấy 11. Như vậy thì chúng ta còn 11 duyên là câu sinh duyên, câu sinh lý duyên, câu sinh hữu hữu duyên, câu sinh bất luân duyên, bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên. Dễ quá, này quá dễ rồi. Rồi câu sanh trưởng duyên. Câu sanh trưởng duyên thiện trợ thiện đó, thì chúng ta lấy cần, trí và tâm thiện trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Nó tấu hợp ở chi pháp đó đó. Danh vật thực duyên thì trong trường hợp này chúng ta chỉ lấy thức thực là 37 tâm thiện
trợ cho 38 sông hợp thôi, bởi vì thức thực đó là ý quyền trợ cho các danh quyền sở hữu là 38 sông hợp. Nhân duyên chúng ta lấy sở trí tuệ trong 33 công thiện hợp trí cùng 36 sở trí tuệ và trợ cho 33 công thiện cùng 37 sở hợp cực trí là pháp đồng sanh với sở trí. Cái đó chúng ta gọi nhân duyên tố hợp với khâu sinh quyền. Thiện na duyên chúng ta lấy sở thọ, tức là chi lạc, chi ưu và chi xả, sở thọ sở nhất hành, tức là lấy chi định trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp là pháp đồng sanh với chi thiện. Rồi đồ đạo duyên chúng ta lấy chi pháp sở trí, tức là chánh kiến và tuệ quyền, sở cần tức là chánh tinh tấn và tấn quyền, sở niệm là chánh niệm và niệm quyền, sở nhất hành tức là chánh định và định quyền. Như vậy trí cần niệm định, trí cần niệm nhất hành đó, nó vừa đồ đạo duyên cũng phải, mà nó vừa được không sinh quyền cũng phải. Do đó đây chúng tôi gọi là tổ hợp, chúng tôi gọi tổ hợp. Cứ nhắc đi nhắc lại như vậy đó, để cho Phật tử chúng ta dần dần quen, chúng ta dần dần quen với cái duyên hệ. Thưa quý vị, thật ra nếu mà duyên hệ chúng ta học cho kỹ, chúng ta nói đi nói lại hoài thì giết chúng ta cũng phải nhớ. Nó, mặc dù nó rắc rối thiệt, nhưng mà rắc rối buổi đầu sau đó chúng ta làm chúng thậm chí rắc rối gì cả. Cũng giống như chúng ta đi đến một cái xưởng dệt mà chúng ta thấy hồi xưa mà, hoặc là bây giờ dân ở miền núi đó, khi mà họ dệt những cái miếng vải thổ cẩm, chúng ta thấy họ để cái khung cửi, rồi cái con thoi thảy qua, con thoi thảy lại, họ giật gì. Mình nghĩ biết chừng nào cho rồi, mà con đâu khi xỏ con cái con cửi xỏ qua xỏ lại, nhiều khi nó lộn nữa, rồi màu sắc nó không phải sắc xếp thế này thế kia, chúng ta thấy lộn xộn quá. Nhưng mà người ta đã làm quen rồi thì trong trường hợp ta làm nó rất là nhịp nhàng, rất là đồng bộ, cuối cùng cũng ra tấm vải thổ cẩm rất là đẹp để làm cái váy mặc, hay là cái túi sách. Cũng như khi mà chúng ta học học duyên hệ gì đó nó cũng dễ thôi. Bây giờ câu số 2 đó là câu sinh quyền duyên thiện trợ vô ký. Thiện trợ vô ký ở đây có là tám nhân quyền thiện trợ 17 sắc tâm. Chúng ta nhớ cái pháp thiện, cái tâm thiện thì cái pháp thiện không có, không phải là cái tâm thái tục, cho nên chúng ta chỉ lấy sắc bình nhật là sắc tâm thôi. Trường hợp này có 10 duyên tố hợp. Tại sao 10 duyên? Hồi nãy đó thiện trợ thiện, danh trợ danh thì có 11, rồi bởi vì chúng ta còn thêm cái hữu tương tương ưng. Còn bây giờ chúng ta bỏ hữu tương tương ưng thì nó còn ra 10. Nhưng mà vì danh quyền nó trở sắc tâm thì nó trở thành câu sinh bất tương duyên, cho nên chúng ta bỏ 2 thêm 1 nữa thì nó còn 10. 10 duyên tố hợp đó là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất lê duyên, câu sinh bất tương duyên. 5 duyên này đều có chi pháp giống nhau, chi pháp tố hợp với câu sinh quyền thiện trần vũ ký là ở chỗ tâm thiện, thọ, mạng quyền, tính, tấn, tính cần, niệm nhất hành và trí tuệ trợ cho 17 sắc tâm. Rồi nhân duyên
con sanh trưởng duyên. Chi pháp là cũng giống y như hồi nãy câu số 1, câu yếu trì 1 vậy đó. Nhưng mà tại vì ở đây chúng ta lấy sở duyên tức là sắc tâm. Rồi câu số 3 đó, câu yếu trì số 3 là con sinh quyền duyên thiện trợ thiện và vô ký. Thì tám danh quyền thiện trợ cho 37 tâm thiện cục 38 xã hợp và 17 sắc tâm. Trường hợp này có chín duyên tổ hợp. Dần dần này chúng ta rút bớt cái duyên tổ hợp lại. Từ 11 chúng ta rút còn thành 10, 10 bây giờ chúng ta rút còn 9. 9 là bỏ cái gì? Là bởi vì trong cái câu mà thiện trợ thiện vô ký đó, có nghĩa là danh trợ danh và sắc. Nếu mà danh trợ danh và sắc á, thì hổ tương không phải, tương ưng không phải, câu sanh bớt tư ưng cũng không phải. Do đó chúng ta bỏ ba, thế là còn chín. Thì chín duyên đó là câu sanh duyên, câu sanh ly duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh trưởng duyên, danh vật thực duyên, nhân duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, lấy nhiều đó thôi. Và đến câu số 4 mà, bây giờ chúng ta trở qua danh quyền vô ký, danh quyền bất thiện. Câu sinh quyền duyên bất thiện trở bất thiện, tức là năm danh quyền bất thiện. Năm danh quyền bất thiện ở đây tức là ý quyền bất thiện, là tâm bất thiện đó. Tâm sở thọ, sở hữu thọ, sở hữu mạng quyền, sở hữu cần, sở hữu nhất hành, chỉ có nhiều đó. Bất thiện thì không có tính, không có tấn, không có niệm, không có tuệ. Cho nên chúng ta chỉ lấy năm nhân quyền thôi. À, tính, niệm, tuệ, chúng ta bỏ ra ba. Thì trường hợp này có 10 duyên tổ hợp. Câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên. Câu sinh trưởng duyên, danh vật thực duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên. Thì chúng ta nhớ 10 duyên tổ hợp này là năm, chúng ta chỉ lấy năm danh quyền bất thiện thôi. Và trợ cho sở duyên tức là trợ cho pháp bất thiện đồng sanh tam sát na. Pháp bất thiện ở đây tức là 12 tấm bất thiện cùng 5 cùng 27 sở hợp. Còn khi mà chúng ta nói đến con sinh quyền duyên bất thiện trợ vô ký đó, thì ở đây chi pháp là năm danh quyền bất thiện trợ cho 5, trợ cho 17 sắc tâm. Chúng ta rút ngắn lại chỉ còn có chín duyên tổ hợp, là câu sanh duyên, câu sanh ly duyên, câu sanh hưởng hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh bất tương duyên, câu sanh trưởng duyên, danh vật thực duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên. Chúng ta bỏ ra trường hợp là không có lấy nha. Hổ tương tương ưng, hợp lên hổ tương tự bị diễn trợ cho sắc tâm. Nhưng mà chúng ta lại thêm cái câu sanh bất tương duy vô, cho nên bỏ hai một chúng ta chính. Đúng ra
nó 10, 10 chúng ta bỏ 2, chúng ta còn 8. Nhưng mà tại chúng ta lý đại câu sinh bất tương duyên bởi vì năng sở là danh trợ cho sạch. Số 6, câu nguyên tri số 6 là câu sinh vì duyên bất thiện trợ pháp bất thiện vô ký. Cái này danh trợ danh là sắc đi. Danh trợ danh là sắc tức là 5 danh quyền bất thiện trợ 12 tâm bất thiện cùng 27 sâm hợp và 17 sắc tâm. Bây giờ chúng ta rút ngắn lại, chúng ta chỉ còn có 8 duyên tổng hợp. Tức là câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hợp hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Câu sinh trưởng duyên, duyên vật thực duyên thì là duyên đồ đạo duyên. Mấy cái duyên này tốt hợp ở trong trường hợp còn bất thiện trợ cho bất thiện và vũ khí thì chúng ta nên lấy dân năm danh quyền bất thiện. Đến cái câu cuối cùng là cái câu yếu tri, câu sanh quyền duyên vũ khí trợ vũ khí. Cái này nhiều à, 8 danh quyền vũ khí trợ cho 72 tâm vũ khí cùng 38 sinh hợp, 15 tác sanh, 20 sinh nghiệp tế tục. Cái này chỉ có đủ 13 duyên tổng hợp. 4 duyên đầu tiên là câu sinh y, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Cả 4 duyên này có cái chi pháp tổng hợp với câu sinh quyền duyên vũ khí trợ vũ khí là tâm vũ khí, sở thọ, sở mạng quyền, sở tính, sở cần, sở niệm, sở nhất hành và sở trí tuệ thuộc vô ký. Nó trợ cho 72 tâm vô ký cùng 38 sở hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc niệm tiếp tục. Thì nó có chi pháp giống như gì, chi pháp gốc vậy đó. Nó tổng hợp ở cái chi pháp đó, bốn duyên này. Thứ còn nhân duyên đó thì ở đây là chúng ta lấy nhân duyên vô ký, câu sinh quyền vô ký trợ vô ký. Thì năng ở đây là tâm sở, trí tuệ. Ở trong tâm vô ký tâm nhân, nó trợ cho 46 tâm vô ký tâm nhân cùng 37 sở hợp, 17 sát tâm, 10 rồi 20 sát nghiệp tiếp tục. Câu sinh trưởng duyên, lấy cần trưởng vô ký, tâm trưởng vô ký, thẩm ký, trợ cho 37 vân vân. Hữu tương duyên cũng vậy chứ, danh vật thực duyên thì na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên. Câu sinh bất tương duyên, dị thuộc có duyên. Ở đây khi mà chúng ta nói câu số 7 này là chúng ta nói vô ký trợ vô ký, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là ở cái câu số 12 đó, ở duyên tấu hợp 12 đó, câu sinh bất tương duyên thì trong trường hợp này phải nói, chúng ta phải hiểu là danh vô ký trợ cho sắc vô ký. Mà danh sắc thì nó bất tương ưng vậy. Và trong cái vô ký quyền duyên đó, thì ở đây nó thuộc về, nó thuộc về tâm tốt và tâm quả. Chúng ta nói gì thuộc quả duyên là chúng ta chỉ lấy trên phương diện là tâm quả thôi. Thì đó là cái duyên tổ hợp. Mà quan trọng nhất là quý vị phải hiểu được là 13 duyên ngọn đó nó tổ hợp với duyên gốc ở cái khía cạnh chi pháp như chúng tôi vừa kể thì được rồi. Còn về khổ yêu tri thì nó đơn giản thôi quý vị, không có gì trở ngại. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã học xong về câu sinh quyền duyên. Tuần sau chúng ta sẽ học về tiền sinh quyền duyên và sắc mạng quyền duyên. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Và bây giờ xin cung kính thì tọa minh hạnh quan hỷ chúc phước phước báo cho trường.
Nam mô Bụt Thầy. Tu sắp bấm mang ra lăng ra khăn tu sắp bè đê và ta sắp bà bút đà nữ phá vệ đà sà đà sà thị phong văn chú chê. Phong văn tu sắp bấm mang ra lăng ra khăn tu sắp bè đê và ta sắp bà thăm má nữ phá vệ đà sà đà sà thị phong văn chú chê. Phong văn tu sắp bấm mang ra lăng ra khăn tu sắp bè đê và ta sắp bà sẵn khá nữ phá vệ đà sà đà sà thị phong văn chú chê. Tất hạnh phúc mang có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đã vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Gia Đê Quá Pa Sơn Ti Vi Ha Ra Hoa Si Ni Phụ Pê Gá Rê Vô Thi Gá Rê Tạ Hình Tạ Hình A tham ma da de na pa wan tu hu chi so thiên ca phuân te tha vi ha ram da le thể ra cha mát cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sa pa na bu ta su chi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha na tham pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma wa rằng pa ti cha te sắp te pi đúc khát sa kha non tu sang kha yang tha tu ki rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha pu cha na sang phô hô tu sa mắc vô wa A tha ya cha hi ta ya cha am he rak kham tu sat tham mo sat pe pi tham ma cha ri no put thêm trăm ba phu ni ya ma tham ma ri ya we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức, kính cảm ơn quý Phật tử đã huân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào nguyên học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.